sự cho phép của các cấp lãnh đạo giáo hội, sự thuận ý của các cấp chính quyền, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây cử hành lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh thất Phước Bảo cho Đại Đức Thích Thiện Đức vào sáng nay, ngày 16 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng 2 năm Giáp Thìn. Tịnh thất Phước Bảo tọa lạc tại ấp Phú Quý, xã Vĩnh Hữu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, do Đại Đức Thích Thiện Đức, thế danh Nguyễn Phong Lưu, thành lập trên phần đất của gia tộc để tu tập. Thời gian qua, Đại Đức Thích Thiện Đức đã hướng dẫn Phật tử tu tập, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước và quy định của giáo hội, nên được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang ra quyết định bổ nhiệm trụ trì ngôi tịnh thất này, để Đại Đức thuận tiện hơn trong các Phật sự sắp tới nơi bổn tự. Quan lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Trí Huần, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Hòa Thượng Thích Trí Đạt, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Đại Đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Minh Bửu, Đại Đức Thích Nguyên Hiển, đồng Phó Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Trung Phước, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, Đại Đức Thích Thiện Thành, Đại Đức Thích Trung Bổn, đồng Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, Đại Đức Thích Thiện Nghiêm, trì chùa Phước Hữu, là thầy bổn sư của Đại Đức Thích Thiện Đức, chư tôn đức tăng ni các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng quang lâm tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, ông Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh, ông Mai Thanh Tuyền, nguyên Phó Bí thư huyện Gò Công Tây, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Võ Ngọc Hòa, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Đỗ Hồng Thanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện, ông Trần Thanh Hà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ông Nguyễn Đức Hiền, chuyên viên phòng nội vụ phụ trách tôn giáo, ông Trần Khánh Duy, đội phó đội an ninh công an huyện Gò Công Tây, ông Nguyễn Đình Thun, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Hữu, ông cùng đại diện ban ngành các cấp và đông đảo nam nữ Phật tử đồng tham dự. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Đức Minh triển khai quyết định của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ra quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh thất Phước Bảo, đồng thời cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự, Trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao các quyết định đến Đại Đức Thích Thiện Đức. Trong niềm hoan hỷ, với ý nghĩa hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài, Đại Đức Tân trụ trì đã cung đối trước chư tôn đức chứng minh phát nguyện tinh tấn tu tập, làm tăng trưởng đời sống phạm hạnh, để xứng đáng là bậc mô phạm giữa chốn nhân thiên, cũng như hoàn thành tốt các công tác Phật sự theo đúng như sự kỳ vọng của Thầy Bổn Sư và Giáo hội đã tin tưởng giao phó. Đại Đức Thích Thiện Đức cũng đón nhận lời huấn từ và trao pháp bảo của Thầy Bổn Sư Đại Đức Thích Thiện Nghiêm, trụ trì chùa Phước Hữu, và lời động viên ân cần của Thượng tọa Ân Sư, trụ trì chùa Giác Ngộ. Phát biểu của đại diện chính quyền tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây chúc mừng đến Đại Đức Thích Thiện Đức và Phật tử tại Đạo Tràng tỉnh thất Phước Bảo. Ông cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đạo Tràng sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, góp phần cùng với chính quyền và nhân dân tại địa phương xây dựng quê hương ngày thêm tươi đẹp. Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán những nỗ lực của Đại Đức Thích Thiện Đức trong thời gian qua, vì vừa phải gánh vác trọng trách tại trú xứ là phải hoàn thành các khóa học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh nhà. Với tuổi trẻ, sẽ có nhiều hoài bão lớn. Thượng tọa mong sao Đại Đức Tân trụ trì hãy đem những sở học của mình để cống hiến cho giáo hội, xiển dương Phật Pháp để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân sinh. Cố gắng trau dồi giới định tuệ, ngày thêm sung mãn, vì đó là nền tảng căn bản để người tu sĩ Phật giáo phát huy chánh pháp.